không đấy. Rẽ trái tại Hàn Tuyên. Thế này thì mẹ nó có ngứa cổ. Đúng rồi. Thế em phải hút đi. Nó có bao thông dẹp. Thế đưa mình phải yếu đưa đường. Đi tiếp 1,5 km nữa. Sườn thật cái đám chỗ coi góc coi bố thì sườn là cái góc coi là mặt cái cua coi là sườn hai bố thì sườn là cái sườn không làm cái bê tông và không làm cái sập em nó còn phục thì coi chơi anh mới làm thêm một cái bể nữa cơ mà bể to ấy đấy. Bình như này, cái bình nhá, mà mình như này, con chuột như này, con phật à? À, bây giờ đi qua cái thì cầu mới luôn, cầu mới à? Ai biết gì chứ? Đi. Bắt đầu mới qua là ông Cường bảo qua là 6:30 lên cầu Tân Đại nhá. Đến lúc 6:30 em chuẩn bị đi thì mưa ra đến cái trần đến gần 7:30. Bắt đầu ông bảo là chú đâu rồi? Bảo coi là em lên cầu Tân Đại em về chứ không đi đâu. Ngay. Ông bảo giờ chú sang ngay coi là đi 391. Đấy. Đường đi gọi là Điện Biên. Thế nào là tôi lần là tôi bắt đầu phong xe tôi đi chưa? Rồi. Con qua vào nhà bạn nhận nhìn thấy sườn. 200m nữa sẽ trái vào đê hữu sông Đào. Đi ấy này, đi ở nhà tôi ngủ lại tôi đi. Sông Đào, sau đó ngoặt trái để vào đê hữu sông Đào. Bảng báo chuẩn nha. Sông Đào. Đi bên trái để đi tiếp cầu Tân Phong. Thank you.
cầu này nó không có là mà làm ba cái nó có thu được phí nhỉ? Cảm đi được cả giảm trên kia rồi.
1A. Rẽ trái vào quốc lộ 21A. Như này là camera hành trình nha. Được coi xe, cái xe đang đi đi ngược chiều mình là còn bao nhiêu, coi là chạy bằng nó chạy bao nhiêu cây số là biết đấy chị nhỉ, biết không? Có phần mềm hả? Có phần mềm thì biết. Cầu ơi.
trước rồi là sơn xe. À. Bỏ đầu nhỏ. Đi tiếp vậy. Cháu mới chẳng làm. Không lúc chẳng thì nó đéo quay. Nó đi thì nó xong rồi nó bật bật. Sinh năm 65 là bao nhiêu? 89 65 là bao nhiêu? 5 thì hôm nay 53 thật. Trong cái rồi thì cả buổi lắm. Họ già làm cái gì? Đã đúng rồi. Đúng không? Đó là trẻ. Năm 33 tuổi đấy, thằng Trường coi nhưng thằng Trường đi cùng với tôi là bằng 33 tuổi đấy. Mấy thì hơn từ con tao mấy tuổi? 33 đấy. Tôi ông biết cái thằng Hinh ở trong đám chỗ Nga Tư Yên để đi ngược trở lên thì không? Cái thằng Hinh là thợ mộc ấy. Ông biết không? Biết nó không? Không. Tên là thằng Hinh. Nó đi lính Campuchia. Ông ở Mỹ Khai à? Biết nó không Hiền à? Biết Hiền. Hả? Biết Hiền. Điều đội Hiền à? Hiền cái cao như độ như ông. Nhưng mà điều đội Hiền à? Ừ. Điều đội Hiền thì nếu mà biết thì gì thì... Còn Hiền thì như đâu nó ở bên trong trong ba xã đấy. Ừ, trong ba xã. Nhiều phết, trong ấy đi nhiều phết đấy. Hiền từng Hinh. Rồi thì thằng Hiển thì thằng Hiển đen nữa, có thằng Hiển đen. Hiển đen đấy. Ừ. Hiển đen mắt chú đấy. Ừ. Nó ở Tân Lộ em qua xã vào đoạn. Các bạn ở đi công ty à? Đi công ty. May à? May. Vợ hoa rồi. Tôi đi nhiều quá nhưng mà đi thực tôi nói này biết là cháu chồng đi rất nhiều nhưng mà trong quá trình mình về mình phải làm ăn thế nên là không mấy cái gì vừa rồi không lại mình làm ăn thế nên là gọi là một cuộc đi lại gọi là cũng quên tên cháu chồng nhiều lắm. Nhưng mà những thằng khác mà bây giờ nó ngồi nó nhớ nó đọc ra thì mình phải nhớ nó. Tính là đi ở đâu? Campuchia. Nếu đi Campuchia thì tầm cửa đấy. Đi 83 mà. Vợ trẻ gì đấy, vợ trẻ gì? Tôi lấy vợ hai à nè. Vợ hai chứ được cả thì đi. Cả 50 rồi. Cả ngoài 50 rồi. 50 năm 2 rồi. Năm 2. Thế vợ cả làm gì? Thôi cho đi là đoàn nó bỏ à nè. Thế giờ nó ở bên đấy à? Nó vẫn ở bên. Không phải à? 18 năm này rồi. Có con cái gì không? Không biết. Nhưng mà lấy với ông có đứa con không? À có, ba đứa con. Ba đứa rồi nó mới bỏ. Ừ. Thế giờ đến vợ hai thì được mấy đứa? Vợ hai của vợ coi ba đứa còn hai đứa chẳng còn đi đâu. Ai đứa mới cưới này không có nào? Chưa, chưa có đứa nào. Cùng xóm à? Cùng xóm. Mà địt mẹ nó đi lại đéo về chỉ tiền là về nuôi con không đã đủ nợ nó gửi về giả đủ nợ đâu đủ nợ
Còn thằng lớn nó bao tuổi đâu? Lớn cháu năm nay 33. Với vợ với con thì nó hết rồi. Với vợ với con rồi, cũng có một thằng, cũng một thằng đấy. Một thằng con trai bên đấy, bên Đài Loan. Sang cho mẹ nó. Tôi chạy cho nó sang về để cho nó đi nó làm ăn. Nhưng mà nó không biết mẹ nó ở bên đấy không? Biết. Nó đến chỗ đấy không? Có. Nhưng mà mẹ chắc lấy chồng ở đấy rồi đúng không? Chắc có rồi. Sang được năm, hơn năm đấy, trốn ra ngoài rồi. Trốn ra ngoài rồi, ông bỏ trốn ra ngoài rồi nhá. Không có người như tự giờ thì làm sao mà ở đấy được đến bây giờ. Lấy chồng ở đấy đấy. À, chắc là cũng chồng con. Đéo đi từ ngày không về. Không. Không gửi tiền gì. Không. Cứ gửi đủ tiền rồi là thôi, đéo gửi đủ tiền, đủ tiền thôi cô. Gửi cho anh em nó, gửi cho mình. Ừ. Nó có gửi đấy, cho nó cho con mình đi chăng nữa thì nó chỉ gửi anh em cho nó để cho con mình. Nhưng mà anh em thì nó có thì chẳng có đưa cho con mình không? Không biết ạ. Tôi chẳng biết đi làm sao mà cái rồi mấy thằng nó cứ nói cái chuyện cái kiểu tiền kiếm gì đấy đi vì tiền đấy vì tiền mà coi là gửi về cho con mà gửi cho nó đi nó gửi tiền cho con ấy. Tôi bảo coi mà nó có tiền nó gửi cho con hay chăng nữa nhưng không đưa không có người nuôi thì cũng chết mẹ. Không người chăm dạy thì hư đốn thì chết mẹ. Tiền đó là cái gì? Tiền không là gì cả. Chủ yếu là mình có mình tiền nhưng mà phải dạy được con, mình nhìn đến mặt con xem nó cư xử như thế nào, ăn nói ra sao, đấy mới là con người. Tiền là cái đấy. Thế là một đứa lấy vợ rồi chứ? Thằng thứ hai lại đi tiếp ạ? Thằng thứ hai bên Đài Loan. Còn đứa út nữa à? Cháu út đang học trong Sài Gòn, ra trường rồi. Làm ra làm đâu ra làm này chưa mấy triệu thế giờ mỗi hai vợ chồng rồi mỗi hai vợ chồng cái đẻ đến nữa đi không đẻ không đẻ hết không đẻ sẽ không đẻ lấy ba năm này thế con này lên này chậm đẻ đấy mái đấy là còn ngon chứ làm gì bé bé nó tí ít tuổi người ta coi hành trình nhanh hết ừ. Hết hành trình gì cả hết năm nay mới hết cưới ba hôm nay đéo đẻ chẳng có căn bản cô giáo nghiên cứu không nghiên cứu ác đấy ba năm cái tầm nó đặt 36 37 giờ lắm ba mẹ mẹ 45 46 có đẻ có ai vợ chồng thì đơn giản thế không dạ dạ thì đơn giản cho đơn giản hai vợ chồng thì bà đọc với chưa tôi đi làm lúc chắc ngày mai coi là đi làm đều thì tháng được có 500 triệu kinh như cái quan thì mẹ nó đi 18 năm nó không về không thèm về nhưng mà thằng con dài chắc nó sang là nó cũng tìm đến chỗ đấy rồi có tìm rồi cái năm xưa sang được năm trước năm sau nó đến tới cho mẹ nó ăn tết có đứa trẻ nó chơi ghé chóe nó chơi thế nên nó không bảo gì đúng rồi không hỏi mà nó coi mày ở chỗ nào mà mày thấy hỏi mày đang đâu đấy bảo con đang trong nhà ăn tết không bảo mà mày ở chỗ nào mà tao thấy coi là có đứa trẻ nó cứ chơi chóe chóe nó chứ nó bảo là chỗ này là chỗ bạn của coi là con của bạn của mình chắc là nó đâm về nữa bé bây giờ thì cũng chẳng làm buổi để về nhà cái đó cắt đứt xong rồi cắt chưa cắt xong không có mặt vẫn cắt được đúng không không cắt được cũng mất mấy triệu 5 triệu cách đây 6 7 năm 5 triệu mà mấy năm không về thì phải cắt đứt cái gì mà đi coi là tình tứ họ kia chứ đứa nào đó cũng bỏ coi đi mẹ không chưa cắt đứt đấy nó địt ra bán với mình à, thế cắt thì nó mới bán không cắt thì bố bảo
mà đạt đến gì cũng còn trẻ, nên sáu lấy mấy năm, 4 năm rồi. 4 năm à? Lấy con trẻ đi nữa đẻ thì con vẫn không đẻ, mình cũng đẻ tốt. Bà này bà cũng biết điều, bà thương mình từ trước rồi. Bà ấy trên điện thoại là cái bà đã thương mình rồi. Đợi bà ấy về, bà trong miền Nam bà ra. Thế thôi chứ không có gì trẻ lấy một trẻ nữa vẫn lấy được. Nó ở đâu nó lên xe lên mà lắm đấy. Huyện đất này rộng lắm. Cái đường này nó huyện các huyện rộng lắm, xe nhiều, xe tư nhiều lắm. Cái chú nó lớn hơn trưởng thành thế là được rồi. Ừ, hết trưởng thành rồi, một cái da nữa con bà này bà nó lớn nó lấy chồng còn hết rồi. Bà bậc hai á? Bậc hai có con ạ? Con có coi ấy, con mà coi là lấy chồng còn hết rồi. Mấy đứa? Hai đứa. Chồng nó lên làm sao? Chồng nó chết. À thế bà có chồng rồi đúng không? Có chồng. Không có đơn trai đơn gái à? Con thì vài hơn con nhưng mà cũng có con rồi. Mà có con rồi cho nên bà không đẻ nữa. Dạ. Rồi già rồi thì gắn nhau sống tôi chứ nói gì nói. Mà giờ mà già rồi mà coi mà trông cậy vào con, đừng nói trông cậy vào con. Đừng nói ông nội dục cũng giữ ông vậy thôi. Ông có đưa con thì ông toàn ở xa hết, ông già có một khi ốm đau mẹ coi là không có vợ ở nhà chăm sóc. Thế mẹ ơi, cứ đợi đến bao giờ? À, thế con mà trong miền Nam à? Con cũng là bên Nam Định này đó. Ừ. Nó qua đường dây tàu. Hai đứa ở tất bên này à? Một đứa trên Sơn La, một đứa bên Nam Định. Nó lên chồng bên Nam Định. Chồng Nam Định. Không lên vợ. Vợ Nam Định. Nó ở bên đây. Ở bên đây có nhà ăn rồi. Ông thì chở ông sang? Chở lắm ấy, chẳng sang. Mình chúng nó giờ mà ông bảo giờ ta ông bà già già rồi giờ là coi là có thử thời gian dỗi đâu. Thế thì chúng mày phải lúc mày về chơi, chúng mày về điện nói chuyện trên điện thoại. Là nó có về không? Có. Đến đến là nó vẫn về. Mới về. Nói dù nhiều dù ít tết nhất thì chúng mày coi. Nhưng mà bà này là chắc là trước quê ở gần nhau nhá. Cũng gần đấy mà. Gần đấy thì mới biết được chứ. Đấy. Gần đấy mới biết thì được, chứ còn nếu không biết tìm thế nào được. Đúng không? Đấy. Nói chung là mẹ đừng tưởng là bỏ vợ nhé. Mà đi lấy vợ nó dễ, tôi không phải nó ghét. Đứa nào nó cũng bảo ông người thế này thì ông thế nọ mà có lấy phết. Thôn xã
mình thì lấy thoải mái, đeo nó biết nó thừa. Đấy là cũng phải thôn giã mình lấy. Mình có làm ăn như thế nào, chịu khó như thế nào, nó biết chúng nó biết. Cho nên đi nước ngoài thì chớ cho vợ đi. Thật, chớ cho vợ. Dạ. Trang đấy là đi mẹ ở nhà nó là kiểu đéo thì nó rất là nói chung là có cơm một cường của cháu thì mẹ ở nhà đi là mất vợ. Còn ông đi thì được, nhưng mà đợt ba đi là đi mẹ về. Nó phụ thuộc theo chồng nó còn lâu nữa vậy, nó còn lâu nó mới đi. Trang nghe ông bảo đi mẹ như kiểu mình đi làm này ở một gia đình nhà nó thấy mẹ nó nấu cái gì thì ăn đấy, nó bắt làm gì làm đấy, nó giúp việc mà. Mẹ nó giúp việc, kể cả đến ông già là nó cũng đớp, nghe chưa? Tôi có mấy thằng tôi có nói ngay như đi làm như thế này thôi. Bây giờ ông chủ nhà mà nó bảo còn đồ ông cứ vẫn cứ phải chất đấy, cứ nói thẳng đấy, rõ ràng ông mệt rồi, ông bảo mình vẫn cứ phải làm, nó phụ thuộc đó. Nó ở đây kia này ăn ở nhà nó, nghe ở nhà nó, quyền của nó. Có bạn nó đuổi về là đi về mà chết nhỉ. Đấy, thế là thôi anh thích thì thôi chắc mẹ đi ngả bàn đen thôi. Xong thì thôi anh không nói nữa, thôi mình thích thì ta bảy mà làm cấm đấy, bây giờ ta tắt xả tí rồi thôi, ta còn bồi dưỡng thêm làm tí mai giống vợ để ta cho thêm mấy rượu nữa chẳng hạn nhỉ. Thôi cũng phải chịu thôi. Nhà người ta nó khó lắm rồi, mẹ anh em mình nó thoải mái vô tư. Tôi nói rồi không biết nhá, ngay coi là cái bà xinh gái lắm, bà coi là lúc đó là tôi coi rằng là cái ông ở bên cạnh nhà tôi ấy, là ông cũng già trung trung tuổi rồi, tầm 60 ngoài 60 rồi, mà bà mẹ ông ấy là coi là bị liệt nằm trên giường, mà bà mượn bà này đến chăm là bà bảo coi là đến chăm để lấy tiền cho con học đại học. Thế mà coi là ông này ông cả gấm nhé, ông bảo ông cho coi là tiền à, cho coi là cho ông ấy ngủ để ông ấy cho tiền. Và bà này bà chủ đồ với tôi mà ông này gà của ông cho ông ngủ để coi ông ấy cho tiền.